Là thật. Sao lại có mưa máu nhỉ? Có vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Chú trưởng, có chuyện không ổn rồi. Trong làng có nhiều người chết không rõ nguyên nhân. Lạ hơn là họ đều chết cùng một thời điểm. Có thể là liên quan đến cơn mưa này. Chú trưởng, tại sao mưa lại có màu đỏ vậy? 30 năm trước, thị trấn đã có một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm người này tàn nhẫn và độc ác. Bên ngoài họ giả vờ là đến để kinh doanh mỏ than. Thực chất họ đến để đào mộ. Khi bị phát hiện, họ đã sát hại cả làng. Không một ai, dù lớn hay nhỏ được tha cả. Sau đó, một cơn mưa đỏ tương tự như này đã rơi xuống. Cơn mưa đỏ này có lẽ chính là mưa hồn ma trong truyền thuyết. Chú trưởng, mưa hồn ma là gì vậy? Cái gọi là mưa hồn ma là sau khi một nhóm nhiều người chết cùng một lúc, mang theo oan ức, họ lên thiên đàng và hóa thành mưa, để cảnh báo thế hệ sau về những sự kiện lớn sắp xảy ra. Thật là quá gì nhỉ? Vậy sau đó những tên trộm mộ thì sao? Quả báo nhãn tiền mà, nghe nói họ đều chết một cách bí ẩn trong mộ phần. Chú trưởng, phải chăng là ngôi mộ của dưới chân núi Yêu Quyển Lĩnh ư? Đúng là nơi đó. Không rồi, hôm qua con gặp mấy anh chàng cường tráng ở cửa làng. Họ hỏi con về hướng đi về Yêu Quyển Lĩnh. Sau đó họ liền đi. Con thật là hại người hại mình rồi. Kể từ khi sự việc đó xảy ra, nơi đó đã bị coi là đất cấm. Con không biết điều lệ làng mà tổ tiên chúng ta đặt ra sao. Bất cứ người ngoài nào đến hỏi về Yêu Quyển Lĩnh, chúng ta đều phải giả vờ không biết, giả vờ không quan tâm. Làm sao con có thể nói cho họ biết như vậy chứ? Ồ, con quên mất, tất cả tại cái miệng nhiều chuyện này của con. Con mau đi tìm mấy người đến chôn cất những cái xác này đi. Vậy sau này chúng ta phải làm sao? Chú trưởng, làng mình còn có người chết nữa không? Người gỡ chuông cũng phải là người đã treo chuông. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ngôi mộ cổ. Vì vậy, chúng ta cần nhanh chóng vào mộ để tìm ra nguyên nhân. Đây có lẽ là lối vào của ngôi mộ rồi. Chú trưởng, trong mộ này có thể có xác ướp không ạ? Đây là một ngôi mộ ngàn năm. Theo ta, có lẽ có 3 năm cái xác ướp. 3 năm cái xác ướp. Xung quanh đây 4 bề là núi. Ở giữa có một con sông lớn. Rắc rối rồi, đây có lẽ là một ngôi mộ hình tượng. Ngôi mộ hình tượng là gì vậy? Ngôi mộ hình tượng là một loại mộ cực kỳ hiếm gặp. Truyền thuyết nói rằng, vào thời cổ đại, khu vực này là chiến trường. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, không ai chôn cất. Theo thời gian trôi qua, khu vực này đã trở thành vùng đất của linh hồn, chuyên hấp thụ quán khí sau khi con người chết đi. Nghe nói rằng, các hoàng đế thời cổ đại đều không dám sử dụng ngôi mộ này. Quá quái dị, chúng ta đừng vào nữa nhé. Nếu không vào thì làm sao điều tra rõ nguyên nhân cái chết trong làng được. Trước hết hãy dán bùa này lên, đề phòng trường hợp bất chắc. Chính là họ, chú trưởng. Hôm đó ở cửa làng, chính là những người này đã hỏi con về hướng đi của Yêu Quyển Lĩnh. Là thật, tại sao trên người họ không có vết thương nhỉ? Có khi nào họ đã bị dọa chết không? Trông có vẻ rất sợ hãi. Đó là xác ướp sao? Còn lo lắng cái gì chứ? Những cái này là xác ướp ngàn năm. Nếu không bị ánh trăng chiếu vào, chúng sẽ không di chuyển được. Ôi, làm con sợ chết khiếp. Con tưởng mình sắp qua đời rồi. Con xem quanh đây có nhiều thủy ngân rò rỉ như vậy. Ta đoán họ có lẽ đã chết vì ngộ độc. Con đường phía trước phải cẩn thận hơn. Có thể bên trong sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Chú trưởng, nhìn này, có một tấm bia ở đây. Chữ viết trên này có nghĩa là gì vậy? Có vẻ như là một loại phép thuật nào đó. Không đúng, đó là lời nguyền. Viết trên đó là trước công nguyên 300 năm. Do chiến loạn, một gia đình lớn nhỏ đã chạy trốn đến đây để lánh nạn. Sau đó, tên ác bá trong làng đã chiếm đoạt vợ ông ta và cũng giết chết cả gia đình ông ta. Cuối cùng ông ấy cũng tự xử bằng cách uống thuốc độc. Ông ấy vốn là một thầy phong thủy và trước khi chết đã viết lời nguyền bằng máu của mình. Lời nguyền rằng làng sẽ có mưa máu vào ngày 14 tháng 7 mỗi 30 năm một lần. Bất kỳ người đàn ông nào sinh vào giờ âm, ngày âm lịch sẽ chết vào ngày đó. Chú cửu có cách nào phá vỡ lời nguyền của ông ta không? Chúng ta cần tìm xác người phù thủy càng sớm càng tốt, mới có cách hóa giải lời nguyền. Chú trưởng, nhìn lên kia kìa. Là thật, sao lại có nhiều người bị treo chết ở đây nhỉ? Có vẻ như ngôi mộ này không đơn giản. Những người này có lẽ đã bị coi là vật tế, đều đã bị hiến tế rồi. Hiến tế ư? Nhất định phải theo sát ta, đừng nhìn lung tung đấy, đừng để bị những thứ trong mộ đánh lừa. Bạn thấy tôi giống thần hay giống người? Đừng trả lời, nhanh chóng nhắm mắt lại. Chú trưởng, con rùa già này làm sao mà nói chuyện được vậy? Đây là linh hồn dê, thứ này rất quái dị, hắn đang tìm kiếm người thế thân. Nếu ta trả lời rằng hắn giống người, thì hắn sẽ lột xác ta ra và đeo lên mặt mình để trở thành chúng ta. Lúc đó hai người sẽ đổi cơ thể cho nhau. Vậy nếu nói hắn giống thần thì sao? Thì tình hình sẽ càng tệ hơn.
chúng ta sẽ lập tức biến thành một vũng máu, và hắn sẽ thực sự trở thành thần. Chỉ cần ta trả lời, dù thế nào cũng sẽ chết. Làm con sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh, may là không trả lời. Điều này quá kinh khủng, chúng ta nhanh đi thôi. Chú cửu, nhìn kìa, quan tài ở đó. Đừng hành động hấp tấp, trước khi mở quan tài, hãy thắp một ngọn nến và đặt về hướng đông nam. Nếu ngọn nến không tắt, chúng ta mới có thể mở quan tài. Nếu ngọn nến tắt, chúng ta phải lập tức rời đi. May là không tắt, chuẩn bị mở quan tài. Không ổn rồi, đây không phải là quan tài chính, đây là một quan tài máu, nhanh che lại. Quan tài máu là cái gì vậy? Quan tài máu là loại quan tài chuyên dùng để nuôi máu. Trong quan tài toàn là máu sâu không thấy đáy. Hơn nữa, máu bên trong đều là độc dữ dội. Nếu không may bị máu dính vào trong vòng 3 giây thì sẽ bị chôn vùi tại đây. Nhanh rời khỏi đây thôi. Chỗ này hẳn là quan tài chính rồi. Mở quan tài ra. Đồ đệ. Chú cửu, nhìn này, có một cuốn sách phong thủy. Liệu đây có phải là xác người tạo ra lời nguyền không? Chắc chắn là hắn rồi, nhìn xem, trên người còn có dấu vết máu, có lẽ liên quan đến lời nguyền hắn đã giáng xuống, lời nguyền sẽ được phá vỡ. Đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Đạo trưởng, cứu tôi với. Tôi chết oan quá. Bảy ngày trước, con trai ông, Nhị Cẩu, đã chôn cất ông xong rồi. Ông có thể đi tái sinh rồi. Hắn ta căn bản không phải là con trai tôi. Hắn ta đang giả mạo. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sự việc xảy ra vào tháng trước. Đó chính là ngày các người đến mộ cổ. Con trai tôi biết các người sẽ vào mộ. Hắn cũng theo sau các người vào trong mộ. Ồ, bên trong ngôi mộ đó bốn bề cạm bẫy, nguy hiểm vô cùng. Sao ông không ngăn cản nó? Nhưng lạ thay là nó đã trở về vào ngày hôm sau. Nhưng sau khi trở về, nó dường như đã thay đổi hoàn toàn. Hành vi rất kỳ quái. Tôi cảm thấy rất lạ lùng. Vì vậy, tôi đã đề cập một số chuyện với nó, về những chuyện hồi nó còn nhỏ. Nhưng nó dường như không hề biết gì cả. Lúc này tôi mới hiểu ra. Nó căn bản không phải là con trai tôi. Nhưng khi tôi phản ứng lại thì tôi đã nằm trong quan tài. Chẳng trách tại sao ngày an táng, oán khí của ông lại nặng nề đến thế, đạo sĩ. Tại sao hắn lại giống hệt con trai tôi vậy? Con trai giờ đã ở đâu nhỉ? Con trai ông chắc chắn đã gặp phải quỷ ngàn năm, còn được gọi là dê linh. Họ đã đổi lấy thân xác của nhau. Bây giờ nhị đản nhà ông chính là dê linh đã hóa thân. Đạo sĩ, anh có thể cứu con trai tôi được không? Xin anh hãy giúp đỡ. Luân hồi của thế gian, ma quỷ có luật lệ sinh tồn của ma quỷ. Đây không phải là chuyện con người có thể can thiệp được. Kiếp nạn này cũng là số mệnh đã định trước cho con trai ông. Đạo trưởng, xin ông hãy giúp tôi cứu lấy con trai. Nó năm nay mới chỉ 28 tuổi thôi. Người học đạo không phải nói rằng cứu một mạng người hơn là xây 7 tầng tháp chùa sao? Xin ông hãy giúp đỡ. Sẽ giảm tuổi thọ đấy. Nếu thực sự cứu được cậu ấy trở lại, cậu ấy cũng sẽ già đi. Bởi vì cậu ấy trong người đã chảy máu ruột ngàn năm. Nếu biến cậu ấy trở lại hình dạng con người, ít nhất sẽ già thêm 50 tuổi. Lúc đó sẽ tương đương 78 tuổi. Có thể gọi ông là anh em được rồi. Dù sao cũng tốt hơn là để nó phải ở trong mộ suốt đời. Nếu như ông đã nói như vậy, tôi sẽ tìm cách cứu cậu ấy ra. Ông hãy nhanh chóng đi tái sinh. Linh hồn không thể ở lại thế gian này. Tôi không thể tái sinh được nữa. Bởi vì ngày an táng, hắn đã dùng dấu tay máu để niêm phong tôi mãi mãi trong quan tài. Hồn phách của tôi căn bản không thể ra khỏi đó được. Cái gì? Vậy làm sao ông có thể xuất hiện qua giấc mơ được? Làm như vậy ông chỉ tự làm hại mình thôi. Ông sẽ hỏng mất, linh hồn và hồn phách sẽ tan biến. Nhìn kìa, cơ thể ông đã bắt đầu biến mất rồi. Đạo trưởng, việc của con trai tôi xin nhờ ông. Chú cửu, không ổn rồi. Ông lão nhà nhị đản đã qua đời. Ban đầu là hôm nay tổ chức tang lễ, nhưng khi vừa định nhấc quan tài thì lại không thể nào nâng lên được. Rất kỳ lạ. Sau đó, ngay cả khi mười mấy người đàn ông khỏe mạnh cùng nhấc cũng không xê dịch được. Chuyện này là thế nào vậy? Phần đáy của quan tài có phát ra khí không? Lúc đó con cũng không dám tiến lên kiểm tra. Giờ phút chôn cất sắp qua mất rồi. Người nhà anh ta gần như đang sốt ruột chết được. Chú cửu, cuối cùng chú cũng đến. Sao chỉ có mình cậu thôi vậy? Những người khác đâu? À, đừng nhắc đến nữa. Họ đều bị dọa chạy mất rồi. Chú cửu, có phải quan tài có vấn đề gì không? Quan tài không có vấn đề. Vấn đề là cái chip bên trong đó. Nhìn kìa, phần đáy quan tài liên tục phát ra khí. Khí tử khí của cái xác này quá nặng. Khí tử khí đã hoàn toàn làm cho mặt đất bị hút chặt. Làm sao có thể nhấc nó lên được chứ? Chú cửu có liên quan gì đến ngôi mộ cổ mà chúng ta đã đến không nhỉ? Từ khi chúng ta rời khỏi ngôi mộ cổ, làng mạc dường như liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Không loại trừ khả năng này. Thời gian an táng của cụ già là mấy giờ?
còn nửa nhang nữa là đến giờ. Vậy nhanh chóng mở quan tài ra để xua đi khí từ trước. Cụ già trước khi qua đời có nói gì không? Không, không có, chắc chắn không có. Chú cửu, đã đến giờ an táng, vậy thì hãy đi chôn cất trước đi. Ồ, hy vọng mọi thứ sẽ bình an. Chú cửu, có phải sẽ có chuyện gì xảy ra không? Linh hồn oán khí của xác chip này rất nặng, lần đầu tiên thấy oán khí nặng như vậy. Có thể liên quan đến nguyên nhân cái chip của ông ấy là cái gì vậy? Vừa rồi nhị đã nói năng lắp bắp. Trong đó, chắc chắn có liên quan lớn đến nguyên nhân cái chip của cụ già. Tôi lo rằng sau 7 ngày ông ấy có thể sẽ trở thành một hồn ma đáng sợ. Là thật. Đã là thế kỷ 21 rồi sao vẫn còn có sao băng rơi? Chẳng lẽ có người đang nghịch thiên cải mệnh? Chú cửu, chuyện lớn rồi. Chuyện quái gì lại xảy ra rồi? Sao con lại ông một ông lão thế? Ông ấy không phải là ông lão, ông ấy là con trai con đó. Quá quái gì rồi, sáng nay khi ra khỏi nhà nó vẫn bình thường, nhưng tối về nhà nó đã trở nên như thế này. Con có chắc chắn đó là con trai con không? Ban đầu con cũng không tin đó là con trai con, nhưng rất kỳ lạ là ông ta cứ khẳng định chắc nịch là con trai của con. Hơn nữa, ông ta còn biết bí mật giữa con và con trai con, đặc biệt là vết bớt trên trán ông ta, giống hệt con trai con vậy. Chú nói xem, nó có phải đã bị cái gì rồi không? Ta thấy không giống như bị bệnh. Dù có bị bệnh nó cũng không thể già nhanh như vậy được. Hôm nay nó đã đi những đâu? Nó đi chơi ở ngọn núi phía sau với bạn bè, về nhà là trở nên như thế này, rồi nãy còn ngất đi nữa. Chú cửu, xong đời rồi, cứu lấy đứa bé nhà tôi với. Không biết chuyện gì đã xảy ra, đứa bé nhà tôi đã đi chơi trong hang núi vào ban ngày, vừa trở về đã biến thành ông già. Liệu có liên quan đến việc sao băng rơi không? Chú cửu, chuyện này là thế nào vậy? Cậu vừa nói chúng đi vào hang núi, là hang nào vậy? Chính là cái hang ở ngọn núi phía sau kia đã xảy ra chuyện. Chúng có thể đã xông vào một cái hố thời gian. Ta quan sát bầu trời về đêm và thấy sao băng rơi. Điều này có nghĩa là có người đang cố thay đổi số mệnh trái với tự nhiên. Hắn đã lấy đi tuổi trẻ của đứa bé nhà cậu rồi. Làm sao có thể như vậy được? Đã là thế kỷ 21 rồi, không ngờ vẫn còn những người cao nhân như thế. Họ đang sử dụng hố thời gian để kéo dài sự sống, hút đi tuổi thọ của người khác để tăng thêm tuổi thọ cho mình. Cái gọi là hố thời gian là gì vậy? Cái gọi là hố thời gian đó là chỉ cần ở trong hang một phút, bên ngoài đã là một ngày. Thời gian bên trong hang đang chuyển động với tốc độ chóng mặt, nếu không họ cũng không già đi nhanh như vậy. Chú cửu, xin chú giúp với, hãy nghĩ cách cứu chúng đi. Chúng vẫn còn là trẻ con mà, muốn chúng trở lại tuổi thơ, cách duy nhất là đến nơi chúng đã từng đến, để tìm câu trả lời trong cái hang đó. Chú cửu, tìm được người đó có thể thay đổi số mệnh không? Vô ích, một khi người cao nhân kia đã lấy đi tuổi thọ thì không còn cách nào lấy lại được nữa, chỉ có thể vào hang tìm cách thôi. Chú cửu, trong hang có thể có liên quan đến ngôi mộ cổ chúng ta đã đến trước đây không? Còn nhớ là khi chúng ta ở trong ngôi mộ cổ đó, thời gian dường như luôn đang lùi lại. Đúng vậy, thời gian bên trong ngôi mộ cổ thực sự đang lùi lại, còn trong cái hang mà bọn trẻ đã đến, thời gian lại đang trôi đi rất nhanh. Chắc chắn có mối liên hệ giữa hai điều này. Chúng ta có thể đưa bọn trẻ đến ngôi mộ cổ thử xem, có lẽ nơi đó có thể giúp chúng trở lại tuổi thơ. Chú cửu, có chuyện không ổn rồi, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Con vừa mới đưa con trai cùng vào trong mộ, không những không trở lại tuổi thơ mà còn xuất hiện điều bất thường. Chú xem mặt nó tím tái và chảy máu nhiều quá. Làm sao con có thể lơ là như vậy được? Vào mộ phải xem giờ lành, không phải lúc nào cũng có thể vào được. Vậy phải làm sao bây giờ? Con lo lắng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng cứu con trai. Con cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn tình hình của thằng bé, có vẻ như bị âm dương xung khắc. Con trai con không phải là sinh vào giờ hợi chứ? Thằng bé đúng là sinh vào giờ hợi. Người sinh vào giờ hợi không được vào mộ. Chú cửu, chú nhất định phải tìm cách cứu thằng bé. Trường hợp này chưa chắc đã cứu được, trừ khi thử vào khoảng không thời gian, có lẽ ở đó còn một tia hy vọng cuối cùng. Khoảng không thời gian, con luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Con trai con chỉ ở trong cái hố đó chưa đến 12 tiếng. Theo lý thuyết, một phút bên trong tương đương một ngày bên ngoài. Nếu tính như vậy, thằng bé nhiều nhất cũng chỉ già thêm vài tuổi thôi. Tại sao lại già đi 70 tuổi chứ? Đúng vậy, ta cũng đã suy nghĩ về điều này rất lâu, nhưng ta không thể nghĩ ra chỗ nào đã sai. Sai rồi, tất cả các ngươi đều sai rồi. Chú cửu là rùa ngàn năm. Từ khi mưa đỏ bắt đầu rơi hôm đó, các ngươi đã sai. Các ngươi đã bị người ta lừa. Thực ra, lần đầu tiên các ngươi vào mộ phần và tìm thấy chiếc quan tài đó không phải là thân xác thật của vị thầy phong thủy kia. Đó chỉ là con rối của ông ta. Ông ta đã giăng cái bẫy này từ 1000 năm trước, chỉ đợi các ngươi vào mộ phần, di chuyển con rối của ông ta và vừa lúc kích hoạt đường hầm thời gian trong mộ, để ông ta có thể hồi sinh thành công. Ngươi sao lại biết? Ta vốn là người canh giữ linh cữu cho ông ta. Ta cũng bị mắc bẫy của ông ta, bị ông ta nguyền rủa mới trở thành rùa ngàn năm. Vậy người đó thay đổi số mệnh trái với thiên ý kia cũng là do vị thầy phong thủy kia làm sao? Đúng vậy, là do linh hồn của ông ta kiểm soát. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi đã gây ra họa lớn rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa ông ta sẽ hồi sinh, khi đó ông ta sẽ trở lại và tàn sát làng của các ngươi. Lão rùa, có cách nào có thể ngăn chặn hắn không? Các ngươi chỉ có thể ngăn chặn hắn khi tìm thấy thân xác thật của hắn mới có thể ngăn chặn hắn hồi sinh. Nhưng việc tìm thân xác thật của hắn không hề dễ dàng, tùy vào may mắn của các ngươi.
Đầu tiên, các ngươi phải đốt một lượng lớn tiền âm phủ. Trước hết phải mua chục người làm việc ở âm phủ, để họ mở đường cho các ngươi. Thứ hai, đi theo lối vào mộ đạo 30 mét, các ngươi sẽ thấy một tấm bia mộ. Thân xác thật của hắn nằm dưới tấm bia mộ đó. Nhưng trước bia mộ có một con chó linh. Con chó linh này bảo vệ xác chết, cực kỳ hung dữ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Các ngươi phải tìm cách lừa con chó linh đi, sau đó dùng lửa tam vị chân chính để thiêu đốt thân xác thật của hắn. Chỉ có như vậy mọi chuyện mới kết thúc. Vậy con trai tôi cũng sẽ trở lại như trước được phải không? Đúng vậy, chỉ cần thiêu đốt thân xác thật của hắn, con trai ngươi tự nhiên sẽ hồi phục. Tại sao ông lại nói những điều này với chúng tôi? Vì chỉ khi hắn ta biến mất, ta mới được giải thoát. Còn một điều các ngươi phải nhớ, nhất định phải hành động trước giờ tí tối nay. Không nói nữa, ta phải đi đây. Hãy nhớ lời ta đã nói. Không trách được chỗ này của chúng ta luôn xảy ra chuyện lạ, hóa ra là ông thầy phong thủy kia đã gây ra. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều, không nên chần chừ. Con hãy nhanh chóng chuẩn bị một ít tiền giấy và một số xương, chúng ta lập tức khởi hành. Đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để khích lệ mình nha, hi hi. Chú Cửu, chúng ta đã đốt những tờ tiền giấy này, rồi có thật sự mở đường cho chúng ta không? Đúng là có tiền có thể khiến ma quỷ nhúc nhích. Lời của con rùa ngàn năm không phải là lừa chúng ta đó chứ? Chỉ còn cách liều một phen. Chú Cửu, nhìn kìa, con đường đã mở. Đi thôi, khởi hành. Đó là chó linh. Nhanh lấy xương ra đi. Hóa ra chúng mang theo xương để lừa chó à? Nếu không thì cho con ăn chắc, đi thôi. Chú Cửu, một phần của hắn ở đây. Tránh ra. Wow, mọi người đều phát phúc lên, thật là tốt, răng cũng mọc dài thế này. Nếu xác ướp này chạm vào ánh trăng. Tại sao lại nói như vậy? Đây là giống hiếm. Đây mới chính là xác ướp vương ngàn năm thực sự. Chú Cửu không ổn rồi, linh cẩu sắp đến, nhanh chóng đốt đi. Con trai ngươi đã hồi phục chưa? Nó đã hồi phục rồi, bây giờ ngủ như cái đầu heo ấy. Vậy thì thả tim và follow chú Cửu đi, còn gì nữa hi hi. Xem chùa hơi lâu rồi đó nha. Người kế thừa thứ 38 của phái Mao Sơn nghe lệnh. Tổ sư, gần đây làng đậu xanh bên cạnh thường xuyên xảy ra chuyện lạ. Đầu tiên là động vật biến mất, sau đó người cũng bắt đầu mất tích. Nhiều dân làng đã không thể sống nổi, họ liên tục cầu nguyện trước tượng thần của ta. Ta đã bói một quẻ, làng họ lần này gặp một tai họa lớn. Nếu không vượt qua được tai họa này, làng đậu xanh sẽ không còn tồn tại nữa. Xin tổ sư chỉ giáo, rốt cuộc là tai họa gì? Ta thấy trong quẻ bói khí lưu chuyển về phía tây, giống như có một lực lượng xấu xa đang tụ hợp. Lực lượng này có vẻ rất mạnh mẽ, có lẽ đó là yêu ma quỷ quái. Yêu quái từ bốn phương đã tụ tập ở đây. Làng đậu xanh luôn có đường đi đến mọi hướng, chưa cần nói đến phong thủy. Tại sao yêu quái từ bốn phía lại tụ hợp ở đây? Người ta nói rằng cứ mỗi 100 năm ở nơi này sẽ có một lần linh đồng chuyển thế, và chính yêu quái từ bốn phía đã từng có mối thù sâu đậm với linh đồng. Chúng đến đây để ngăn cản linh đồng ra đời, bởi vì linh đồng là kẻ khắc tinh duy nhất của chúng. Chỉ cần linh đồng không còn nữa, chúng sẽ có thể yên tâm và không lo lắng. Vì vậy, mục đích lần này cử con đi là để bảo vệ linh đồng được sinh ra một cách thuận lợi. Số phận của làng đậu xanh A Cửu, ta giao cho con đấy. Xin tổ sư yên lòng, chúng con sẽ đối đầu với kẻ xấu. Chiến đấu suốt đời là trách nhiệm bẩm sinh của chúng con. Những người học đạo, con phải cực kỳ cẩn thận, vì nơi này chúng ta sắp đến chắc chắn không hề đơn giản. Có đầy đủ yêu quái từ bốn phương tụ họp, oán khí ngút trời, e rằng sẽ rất khó đối phó. Nếu con vào làng sau giờ tí, qua giờ tí, cửa làng sẽ được thiết lập một trận pháp, đến lúc đó con muốn vào cũng không vào được. Ta sẽ đưa cho con một túi bí mật, vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Nhớ rằng chỉ khi cực kỳ cần thiết mới mở ra, lúc đó mới có hiệu quả. Sư phụ, có chuyện không lành. Làng bên cạnh, đậu xanh, đã xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi khi con và tiểu đậu đi ngang qua, khắp mặt đất đều là vết máu. Vừa rồi tổ sư cũng đã hiện về báo mộng cho ta. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn ở làng đậu xanh, không biết liệu có thể vượt qua nạn này không. Sư phụ, có phải có yêu ma đang quậy phá không? Đúng vậy, có yêu linh từ bốn phía đã tụ họp ở đây. Tiểu xanh, tiểu đậu, hai con mau về chuẩn bị đi, chúng ta phải đến làng đậu xanh trước giờ tí, bảo vệ linh đồng được sinh ra một cách thuận lợi. Xác người nằm la liệt khắp nơi. Sư phụ, xác người ở đâu ra vậy? Mặt đất này không phải toàn máu sao?
Đúng vậy, sư phụ, mặt đất này không có cái xác nào cả. Bởi vì các ngươi chưa mở mắt âm giới, nên các ngươi không thể nhìn thấy được. Tiểu đầu, ngươi đã dẫm phải thi thể rồi. Sư phụ, ngươi đừng làm con sợ như vậy. Không phải dọa, ta sẽ mở mắt âm giới cho các ngươi. Sợ chết khiếp tôi rồi. Sao lại có nhiều thi thể thế này? Sư phụ, hình như phần lớn là thi thể của phụ nữ. Đúng vậy, bởi vì linh đồng chuyển thế cần phải thông qua cơ thể phụ nữ để tái sinh. Vì vậy, yêu nghiệt chắc chắn sẽ nhắm vào phụ nữ. Hai người mau chóng đến làng, tập hợp những người phụ nữ còn lại để bảo vệ. Linh đồng có thể sắp ra đời rồi. Vâng. Là xác sống. Tiểu xanh, lên. Đừng đuổi theo nữa, hãy bảo vệ mọi người trước đã. Tiểu đầu, ngươi nhanh chóng chôn cất những thi thể trên mặt đất này đi. Sư phụ, phải chăng là Linh Đồng đã đến? Kỳ lạ, bây giờ là giờ Tí, Linh Đồng không nên đến vào lúc này mới đúng. Đạo trưởng không ổn rồi. Chuyện hoang đường thật, bà xã nhà tôi đi trên đường đi mãi, bụng bỗng nhiên to lớn, còn nôn mửa, giống như mang thai vậy. Dẫn ta đi xem thử xem. Không sai, bà ấy thực sự đã mang thai. Không thể nào, bà xã nhà tôi đã 60 tuổi rồi, làm sao còn có thể mang thai được nữa. Bà xã nhà anh sinh vào giờ nào? Là giờ Tí. Bây giờ cũng là giờ Tí. Cô ấy có phải sinh vào tháng 7 nhuận năm 37 không? Đúng, không sai. Sư phụ có phải là tái sinh của Linh Đồng không? Linh Đồng không tái sinh vào giờ âm. Rắc rối rồi, đây là tái sinh của ma đồng. Ấy, cái gì, tái sinh của ma đồng ư? Chắc chắn là yêu nghiệt đang gây rối. Tiểu xanh, tiểu đậu, các ngươi mau đi tìm một nơi chứa dương khí mạnh mẽ. Sư phụ tìm mảnh đất này làm gì vậy? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết thôi. Đạo trưởng, không hay rồi. Bà xã nhà tôi đột nhiên mặt mày tái mét, răng cũng dài ra. Nhìn thấy mà tôi cũng phải hoảng hốt. Ngươi bây giờ cũng đã ngất đi rồi. Đạo trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có lẽ liên quan đến thứ trong bụng cô ấy. Là Ma Nhi phải không? Cô ấy tối nay có hành động bất thường gì không? Hình như là có. Cô ấy tối nay cứ thích đứng dưới ánh trăng. Cái gì? Ánh trăng? Đúng, vừa rồi là bị ánh trăng chiếu một lúc, rồi trở nên như thế này. Đây chẳng lẽ là cái gì? Rắc rối rồi, đây không phải là Ma Nhi, đây là độc cương thi, là độc cương thi. Độc cương thi là cái gì vậy? Nó là do cương thi gây ra. Chẳng trách cô ta thích hưởng ánh trăng như vậy. Hóa ra là bị cương thi kiểm soát. Vậy bà xã tôi cũng sẽ trở thành cương thi sao? Có thể do máu của họ đã bắt đầu lưu thông cùng nhau. Độc cương thi một khi tấn công tim, cô ấy nhất định sẽ trở thành cứng thi. Đạo trưởng, ngài nhất định phải cứu vợ tôi đấy. Tôi chỉ có một người thân là cô ấy. Nếu cô ấy biến thành xác sống, tôi phải làm sao bây giờ? Hiện tại, độc cương thi vẫn chưa xâm nhập vào tim, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu chữa. Sư phụ, đã tìm thấy nơi có ánh nắng mặt trời rồi. Các ngươi hãy nhanh chóng đưa người đến nơi có ánh nắng mặt trời đi. Chỉ cần để vợ ngươi ở đây trong 7 ngày 7 đêm, độc cương thi trong cơ thể cô ấy mới có thể tiêu tan. Nhớ kỹ đừng để ánh trăng chiếu vào cô ấy, nếu không, tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Vậy còn đứa trẻ cương thi trong bụng cô ấy thì sao? Có biến mất không? Sức sống của đứa trẻ cương thi rất mong manh. Nếu không nhận được sự nuôi dưỡng của ánh trăng, nó sẽ không thể lớn lên. Dần dần nó sẽ biến mất. Sư phụ, không phải là quỷ nhi sao? Làm sao lại thành đứa trẻ cương thi rồi? Ta quả thực đã tính toán ra là quỷ nhi chuyển thế ngày hôm qua. Nhưng rất kỳ lạ, vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn thấy lại là đứa trẻ cương thi. A cửu, tổ sư, những gì các ngươi đang thấy bây giờ đều là ảo ảnh. Tất cả những điều này thực ra là một âm mưu của cương thi vương. Một ngày nào đó, hai đạo cực quang sẽ xuất hiện trên bầu trời. Một trong số đó chính là sự tái sinh của Linh Đồng. Còn cái kia chỉ là một trò lừa bịp mà cương thi vương sử dụng. Mục đích là để đánh lạc hướng các con, khiến mọi người tin rằng Linh Đồng vẫn chưa tái sinh. Hắn ta muốn nhanh chân chiếm lợi thế. Không ngờ cương thi vương còn có khả năng như vậy. Lý do hắn ta trở nên mạnh mẽ như vậy là bởi vì cương thi vương đã hấp thụ hết sức mạnh của ba hướng yêu quái, đã bị anh ta hấp thụ hoàn toàn.
bây giờ không dễ để đối phó. Tổ sư ơi, chúng ta đi như vậy không phải là tự sát sao? Vì vậy, các con phải nhanh chóng tìm ra linh đồng. Với sức mạnh hiện tại của Cương Thi Vương, chỉ có thể sử dụng linh đan bên trong cơ thể linh đồng mới có thể đối phó được hắn. Nếu các con gặp phải rủi ro, có thể sử dụng túi lụa mà ta đã cho. Nhớ rằng chỉ có thể sử dụng một lần. À, nhưng càng không cần sử dụng túi lụa này thì càng tốt. Đừng đến đây. Sư phụ, cuối cùng người cũng đến. Nếu chậm thêm một bước nữa, chúng con có thể đã chết mất. Sư phụ, con cương thi này hung dữ quá, giống như thép vậy. Hãy tấn công vào đầu nó. Còn muốn chạy nữa sao? Ngũ lôi oanh đỉnh. Không đúng, sư phụ. Nhìn xem, sao cương thi lại chảy máu được nhỉ? Theo ta, đây căn bản không phải là máu. Đây là chất dịch, còn được gọi là dịch nuôi cương thi. Sư phụ, dịch nuôi cương thi là gì vậy? Dịch nuôi cương thi có hai loại. Loại khác là dùng cho người sống. Dịch nuôi cương thi thông thường được dùng cho những người xa xứ, bởi vì người dẫn đường cương thi muốn dẫn họ về quê an táng, để bảo vệ xác không bị phân hủy. Vậy còn loại dành cho người sống thì sao? Truyền thuyết nói rằng ở vùng lọ đã xuất hiện người luyện cương thi. Những người này tàn nhẫn và độc ác, chuyên dùng mánh khóe xấu xa để hại người. Họ sử dụng dịch nuôi cương thi chứa chất độc, đổ vào đầu người sống từ trên cao, cuối cùng biến người sống thành cương thi. Tại sao họ lại làm như vậy chứ? Bởi vì loại cương thi này so với những cương thi thông thường phải mạnh hơn hàng chục lần. Ta khẳng định con cương thi này chắc chắn là nó đã được nuôi dưỡng bằng dịch và luyện thành từ khi còn sống. Chắc chắn có người đang điều khiển nó từ phía sau. Điều này quá kinh khủng rồi. Người luyện cương thi này không lẽ lại ở ngay trong làng đậu xanh chứ? Nếu thật sự ở làng đậu xanh thì chúng ta xong đời. Tại sao vậy? E rằng sẽ có nhiều người khác bị luyện thành cương thi. Sư phụ có thể tìm ra người này không? Hắn ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài ánh sáng. Muốn tìm ra hắn dễ được sao? Nhưng người này chắc chắn là đến vì linh đang bên trong cơ thể của linh đồng. Hãy nghĩ cách dụ hắn ra và tiêu diệt hắn. Sư phụ, người xem kìa, mặt trăng sao lại đỏ thế? Lạ thật, sao lại xuất hiện hiện tượng tinh tú như vậy? Đây là hiện tượng tinh tú gì vậy? Đây là hiện tượng của sao hung tinh, cũng có thể gọi là đổi thiên mệnh. Sư phụ, đổi thiên mệnh là gì vậy? Có người đang đánh cược mạng sống của mình với trời. Cái gì cơ? Hiện tượng tinh tú này cần sự trợ giúp của trận pháp kỳ môn để thúc đẩy. Ta cũng chỉ nghe qua sư phụ nói về trận pháp này. Nếu thành công một lần, mệnh cách sẽ lập tức thay đổi. Có thể gọi gió, gọi mưa. Vậy nếu thất bại thì sao? Có thể cả dòng họ tổ tông sẽ xuống địa ngục. Sư phụ có phải là người luyện cương thi không? Khó mà nói, nhưng người này hiểu được trận pháp này, chắc chắn không phải người bình thường. Sư phụ, con vừa gặp một người rất kỳ lạ. Nhìn bề ngoài, ông ta ít nhất cũng hơn 100 tuổi. Miệng ông ta luôn nói là dấu hiệu của đại họa sắp đến. Con nhét cho con một tờ bản vẽ nữa, bảo con nhất định phải giao cho sư phụ. Đây là một danh sách người tử. Sao lại có tên chúng ta trong này? Chính là đến để đối phó với chúng ta sao? Ngày định là ngày 22 tháng 11. Không phải là ngày mai sao? Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Con sợ lắm. Ai vậy? Sư phụ, chính là ông ta. Bản vẽ là do ông ta đưa. Là ta đây, A Cửu. Ông là ai? Ta là sư huynh của cậu đây. Là huynh ư? Huynh làm sao lại trở nên như thế này? À, nói ra thì câu chuyện dài lắm. Ta cũng được tổ sư triệu hồi đến đây. Ta đến trước đệ. Bộ dạng này của ta cũng là do người luyện cương thi kia hại thành như thế này. Ta vừa đến làng đã mắc bẫy của người luyện cương thi. Hắn ta dùng dịch nuôi cương thi từ đỉnh đầu truyền vào. Suýt nữa thì ta đã bị hắn luyện thành cương thi rồi. May mắn là linh hồn của ta thoát xác mới tránh được một kiếp nạn. Chỉ là thân xác đã trở nên như thế này. Đây nhất định phải cẩn thận, người này rất xảo quyệt, thích chơi xấu trong bóng tối. Danh sách tử thi này là chuyện gì vậy? Ta cũng đang định kể cho đệ nghe chuyện này. Người luyện cương thi đã quan sát các người từ bóng tối rất lâu rồi. Hắn ta muốn sử dụng trận pháp kỳ môn để thúc đẩy tin tưởng của sao hung tinh. Mục đích chính là để lừa các người, thúc đẩy sao hung tinh. Không phải là hắn ta muốn đổi mệnh của chính mình sao? Hắn muốn đổi mệnh của ba người các người. Vì vậy các người mới xuất hiện trên danh sách này. Vậy nếu đổi mệnh thành công thì sao? Vậy thì sẽ chết phải không?
không đơn giản như vậy đâu. Khi hắn ta sử dụng trận pháp kỳ môn, thiếu mất một viên linh đan của linh đồng. Vì vậy, các ngươi chắc chắn sẽ chết vào ngày mai. Sư huynh có thể làm cho trận pháp này dừng lại được không? Một khi trận pháp này đã được kích hoạt thì không thể dừng lại được nữa. Trừ khi các ngươi tìm được viên linh đan bên trong cơ thể linh đồng, mới có thể phá giải. Linh đan đệ đã có đây rồi. Ta sẽ đưa cho đệ một bản phát thảo. Đệ hãy theo chỉ dẫn của bản phát thảo để tìm một xác chết khô. Tìm xác chết khô làm gì? Đây không phải là xác chết khô bình thường. Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Xác chết khô này thực chất là thân xác thật của người luyện xác. Đặt linh đan vào miệng hắn, bản thể của hắn sẽ tan xác và mất hồn. Lúc đó trận pháp kỳ môn này cũng sẽ tự nhiên bị phá vỡ. Thời gian gấp rút, lập tức khởi hành. Nơi được đánh dấu trên bản vẽ đúng là ở đây rồi. Cửa hang này cảm giác thật u ám. Sư phụ, cái xác đó có thể sẽ ở trong này không ạ? Vào trong xem thử. Chia nhau tìm, nó chắc chắn ở gần đây. Sư phụ, ở đây có quan tài. Cái xác đó không lẽ lại nằm trong quan tài này chứ? Mở ra xem thử. Tiểu xanh, thắp nến lên. Chuyện này là thế nào vậy? Sao trong quan tài lại là con vậy? Sư phụ, con cũng ở trong đó. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta đã chết rồi sao? Im cái mồm quạ của ngươi lại. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ chưa đến giờ tí. Theo giờ của chúng ta, còn vài tiếng nữa. Làm sao lại xuất hiện trong quan tài nhỉ? Sư phụ, thầy đến xem, ở đây có đoạn chữ rất kỳ lạ. Cái này viết cái gì vậy? Đây là quan tài gỗ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời Chiến Quốc? Làm sao lại xuất hiện trong hang động này nhỉ? Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ nó liên quan đến hiện tượng sao băng bay trên trời? Sư phụ, quan tài bốc khói xanh kìa. Hỏng rồi, nhanh che lại. Ba bộ quan tài này chắc chắn là vật âm. Vật âm? Đúng vậy, ta đoán chủ nhân của quan tài này trước kia hẳn là một vị tướng quân. Vì sát khí quá nặng, sau khi chết, quán niệm không tan, tất cả đều bị quan tài hấp thụ. Trải qua ngàn năm biến thành vật âm. Chỉ cần con người tiếp xúc với quan tài sẽ bị hấp thụ vào. Vì vậy chúng ta ba người xuất hiện trong quan tài này. Vậy chúng ta có phải đã chết rồi không? Sẽ, nếu ở lại đây lâu dài, tinh khí của ngươi sẽ bị hút hết. Lúc đó sẽ trở thành một cái xác khô. Có phải sư bá đang làm quỷ sự không? Con luôn cảm thấy ông ấy không giống người tốt. Đừng mò mẫm nữa, hãy nhanh chóng tìm ra cái xác khô đó. Sư phụ, xác khô ở đây. Các người cuối cùng cũng đã bị lừa. Ta đã chờ ngày này quá lâu. Tôi biết mà, ông không phải người tốt. Nhưng cũng đã muộn rồi. Nhiệm vụ của các người đã kết thúc. Ba quan tài âm kia là ta chuẩn bị cho các người. Đừng vui mừng quá sớm. Hãy xem ai mới thực sự là người bị lừa chứ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thân thật của ta vẫn chưa phục hồi? Linh đang thực sự ở đây này. Ngươi dám lừa ta ư? Lừa ông đó. Tôi biết ngay từ đầu ông chỉ là hàng giả. Sư huynh của tôi chưa bao giờ gọi tôi là A Cửu. Hơn nữa, ông ấy đã qua đời từ 10 năm trước. Muốn đấu trí với tôi, ông còn non lắm. Vậy ngươi đến đây làm gì? Tôi không phải là người không biết đối phó. Làm sao có thể lừa được một con cáo già như bạn chứ? Chỉ có khi cầu sinh, người ta mới đốt đi thân xác thật của mình. Mau giao linh đan ra đây. Không gì có thể ngăn cản, linh đan là tối thượng. Quan tài của sư phụ cũng đã biến mất rồi. Từ nay về sau, làng đậu xanh sẽ bình yên vô sự. Cửu thúc, tiêu rồi. Phần mộ sau nhà tôi bị sét đánh tan. Gì cơ, một phần bị sét đánh? Có ai bị thương không? Không có ai bị thương, chỉ có quan tài trong mộ bị sét đánh vỡ. Thi thể còn ở đó không? Tôi không dám tiến gần để kiểm tra. Phần mộ đó là của ai? Hình như là mộ của ông nội Tiễn Mạng. Trưởng làng, mau đi thông báo cho gia đình của ông ấy. Đi kiểm tra phần mộ. Được rồi, cửu thúc, ông cũng mau tới đi. Không có ông thì chúng tôi không làm gì được. Ta sẽ tới ngay. Tiểu đậu, tiểu xanh, chuẩn bị bút, mài dao kiếm. Hả, chuẩn bị gì cơ? Giấy vàng, bút đỏ, mực đen, dao bếp, vụn gỗ. Cửu thúc, tiêu rồi, thi thể đã biến mất. Người nhà ông ấy tới chưa? Chưa, tìm ở nhà ông ấy mà không thấy ai. Vậy thì tệ rồi, nhà ông ấy có bao nhiêu người? Nhà ông ấy chỉ có Tiểu Mạng.
Sư phụ, mau nhìn dưới đất có dấu chân. Có thể là dấu chân của cương thi không? Đúng vậy, rất có thể là cương thi rồi. Vậy sẽ thế nào? Sợ rằng sẽ có chuyện. Trưởng làng, mau đi lấy ít gạo nếp rắc trước cửa nhà tiểu mạng. Nếu thực sự là cương thi sẽ tìm đến cậu ấy đầu tiên. Gạo nếp có thể ngăn chặn cương thi. Ta sắp không còn gì để ăn nữa rồi. Thế thì đơn giản mà. Hãy bấm ngay vào nút like và nút đăng ký kênh để nhận về thật nhiều may mắn. Có may mắn là có tất cả. Chẳng mấy chốc tiền lại về đầy túi thôi. Các bạn nhớ nhé, like và đăng ký kênh. Cộng để lại một bình luận, chúng ta cùng tương tác nhé. Tiểu xanh, đi xem thử đi. Sư phụ, thi thể ở đây. Wow, thật đáng sợ. Móng tay đã bắt đầu dài ra rồi. Sư phụ, hình như có sự thay đổi. Có phải sắp biến thành cương thi không? Đúng vậy, nó đang hấp thụ ánh trăng. Chậm thêm một chút nữa là sẽ biến thành cương thi. Mau tránh ra, dùng tam mùi chân hỏa thiêu nó. Tiểu xanh, không hay rồi, nhìn kìa. Đi thôi, nhanh đi báo cáo sư phụ. Thiên địa hợp kim, nhật nguyệt thần linh, thiên cẩu thực nguyệt đang đánh đàn, lôi công giúp ta hiển linh. Sư phụ, không hay rồi, nhìn kìa, mặt trăng đang biến mất. Các con đến đúng lúc lắm, đó là hiện tượng thiên cẩu thực nguyệt. Hai con mau đi tới nghĩa trang đi. Đến nghĩa trang làm gì ạ? Một khi thiên cẩu thực nguyệt qua đi, ánh trăng sẽ phản chiếu xuống mặt đất với tốc độ rất nhanh. Lúc này, cường độ ánh trăng sẽ mạnh hơn bình thường hàng chục lần. Sợ rằng những cương thi ở nghĩa trang sẽ có biến cố. Hai con mau đi canh giữ nghĩa trang. Nếu có biến cố, thì nhanh chóng trở về báo cho ta. Sư phụ, đêm hôm thế này, chúng con không dám đi. Sư phụ, thiên cẩu thực nguyệt sẽ kéo dài bao lâu? Không thể nói trước, có thể rất nhanh. Hai con mau đi đi. Nơi này thật âm u, tối đen như mực. Không có ánh trăng tất nhiên là tối rồi. Chúng ta đừng vào trong thì hơn. Nếu có chuyện gì trong đó, chúng ta còn kịp chạy. Cũng đúng, vậy chúng ta canh ở cửa thôi. Nếu có động tĩnh gì bên trong, bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Này, hiện tượng thiên cẩu thực nguyệt khi nào mới hết? Cứ đứng canh ở đây mãi thế này cũng không ổn. Sư huynh, kiếm gỗ đào này từ đâu mà có vậy? Sư phụ cho huynh à? Tự huynh mua đấy. Sư phụ keo kiệt, lâu lắm rồi chưa phát cho chúng ta đồ mới. Huynh nói này, đừng nói cho sư phụ biết nhé. Gần đây huynh đang nghiên cứu cái nút like thần thánh ở góc video. Sư huynh, thật không giấu gì, đệ cũng đã bấm vào, vừa bấm hôm sau trúng số luôn. Bạn nói thật hay mỏm thế? Ta cũng bấm vào mấy lần rồi, nhưng sao chỉ thấy được sếp tăng lương vào hôm sau, chứ có trúng số gì đâu nhỉ? À mà ta có mua vé số bao giờ đâu, ha ha. Wow, sư huynh được sếp tăng lương á, thôi diễn tiếp nào. Không hay rồi, có tiếng động, mau về gọi sư phụ. Sư phụ, không hay rồi, nghĩa trang có động tĩnh. Đã có biến cố sao? Không biết, chỉ nghe thấy tiếng động bên trong. Đi, qua xem thử. Tiêu rồi, mau rút lui. Cương thi này không còn là cương thi bình thường nữa. Đạo trưởng, số mệnh của quỷ vương đã tận. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt hắn. Đúng vậy, đại nạn của quỷ vương đã tới. Tối nay phải tiêu diệt hắn. Tiểu đậu, tiểu xanh, các ngươi mau chuẩn bị máu chó mực. Máu chó mực có thể phá được pháp của hắn. Rõ, đạo trưởng, quỷ vương sẽ trốn ở đâu? Giờ quỷ vương đã bị thương nặng, hắn chắc chắn sẽ trốn ở nơi cực âm để chữa thương. Hắc bạch vô thường, chúng ta chia làm hai ngã đi tìm hắn. Cửu thúc, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Hôm nay không biết sao cha tôi đã ăn sống hết số cá tôi nuôi. Thật kinh khủng, miệng toàn là máu. Cửu thúc, chuyện này là sao? Con phát hiện ra từ khi nào? Con cũng vừa phát hiện. Vừa về tới nhà thì thấy cha đang ngồi đó ăn cá sống. Mấy ngày nay, hành động của cha con rất bất thường. Ông ấy không nói gì, chỉ kêu như mèo. Kêu như mèo sao? Tệ rồi, có thể là đã bị mèo yêu nhập vào. Không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Gì cơ, mèo yêu? Đạo trưởng, chuyện này thật khó giải quyết. Quỷ vương còn chưa tiêu diệt, mèo yêu lại xuất hiện. Đúng vậy, tương truyền mèo yêu có chính mạng, và cứ sau 50 năm lại chuyển kiếp.
chỉ cần mèo yêu chuyển kiếp là sẽ gây hại cho nhân gian. 8 mạng trước đều bị tiêu diệt bởi Mao Sơn chi chủ. Năm nay vừa đúng là kiếp thứ 9. Ta không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Vậy phải làm sao đây, cửu thúc, cha con có nguy hiểm không? Nếu mèo yêu ở trong người cha con lâu dài, dương khí của cha con sẽ suy yếu, đến lúc đó chắc chắn sẽ nguy hiểm. Vậy làm thế nào để mèo yêu ra khỏi cơ thể cha con? Thường thì mèo yêu khi chuyển kiếp sẽ nhập vào cơ thể người trước khi mặt trời mọc, cho đến khi dương khí của người cạn kiệt mới rời khỏi. Sau đó nó sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cửu thúc, ngươi nhất định phải tìm cách cứu cha con. Đạo trưởng, chúng ta vẫn nên tiêu diệt quỷ vương trước. Cứu người quan trọng hơn, cha con hiện giờ ở đâu? Vừa rồi khi con phát hiện ra, ông ấy đã chạy đi rồi. Lúc đó, ông ấy có nhìn rõ mặt con không? Có, khi đó ông ấy quay đầu lại, biểu hiện rất hung ác nhìn con, làm con sợ chết khiếp. Vậy thì tệ rồi, cha con tạm thời không sao, nhưng ngược lại là con, vì con đã nhìn thấy mặt thật của ông ấy, mèo yêu chắc chắn sẽ quay lại tìm con. Không thể nào, cửu thúc, vậy con phải làm gì? Con cầm tinh con gì? Con cầm tinh con chuột. Cái gì? Thế thì tệ rồi. Mệnh con khác với nó, vì thức ăn mà mèo thích nhất chính là cá và chuột. Đúng lúc con lại cầm tinh con chuột. Vậy con trốn đi nơi khác được không? Dù con có trốn tới chân trời góc bể cũng vô ích. Nó vẫn tìm thấy con, trừ khi con ở bên cạnh chó. Nó mới không dám nhập vào con. Ở cạnh chó, tại sao lại như vậy? Vì mèo bẩm sinh sợ chó. Chỉ khi con ở cạnh chó mới là an toàn nhất. Nhưng cách này cũng chỉ tạm thời có tác dụng. Một khi mèo yêu luyện thành hình người thì vô dụng. Vì vậy phải nhanh chóng tìm cha con, ép mèo yêu ra ngoài để tiêu diệt nó. Anh sẽ không bao giờ đoán được con mèo này. Nó có 9 mạng. Nó chính là con mèo được người đời gọi là mèo cửu thế. Lúc tôi 8 tuổi, tôi thực sự đã thấy mèo yêu. Khi đó mèo yêu đã hóa thành người và hại rất nhiều người. Cuối cùng, ông nội tôi đã cùng nó đồng quy vu tận và phong ấn nó lại. Chú cửu, có chuyện lớn rồi. Tất cả gia súc trong làng đều nhảy lên, không cản nổi. Là mèo yêu đang tác quái. A Tây, con ở lại đây, không được đi đâu. Mèo yêu chắc chắn sẽ tìm đến con. Cửu thúc, các người đi đâu vậy? Con ở đây một mình sợ lắm. Chúng ta đi tìm cha con. Hiện tại mèo yêu vẫn chưa thành hình người. Con dán lá bùa này lên trán. Nếu mèo yêu có đến, nó cũng không nhìn thấy con. Sư phụ, thầy chắc là cha cậu ấy ở đây sao? Ở đây có mùi tanh cá nặng lắm. Nếu đoán không sai, cha cậu ấy chắc ở gần đây. Cửu thúc, thầy nhìn kìa. Là cha cậu ấy. Xem ra mèo yêu đã rời khỏi cơ thể ông ấy rồi. Vậy mèo yêu sẽ đi đâu? Tệ rồi, chắc chắn nó đang đi tìm A Tây. Đi mau, quay về thôi. Hắn chắc là không nhìn thấy mình đâu. Tệ rồi, có chuyện rồi, tại sao lá bùa không có tác dụng? Wow, sư phụ, ở đây có một dấu chân đen lớn. Là quỷ vương đã đến. A Tây chắc chắn đã bị quỷ vương bắt đi rồi. Đúng vậy, hắn đã bị quỷ vương bắt đi rồi. Bởi vì cậu ấy là người sinh ra ở Thạch Lâm Thạch. Gì cơ, cậu ấy là người sinh ra ở Thạch Lâm Thạch, vậy thì rắc rối rồi. Người sinh ra ở Thạch Lâm Thạch sẽ thế nào? Nếu quỷ vương hút cạn tinh khí của cậu ấy thì xong rồi. Vết thương của quỷ vương sẽ lập tức hồi phục. Khi đó sẽ lại là một rắc rối lớn. Đúng vậy, các ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Đó là phải tiêu diệt hắn trước khi hắn hồi phục. Tiểu đậu, mau đi chuẩn bị vũ khí. Lần này nhất định phải tiêu diệt hắn. Là xác của A Tây. Cửu thúc, đã tìm thấy xác của A Tây. Ở đâu? Ở nghĩa trang. Chẳng lẽ quỷ vương định dùng nắp quan tài để hút tinh khí của A Tây? Quả nhiên là muốn dùng nắp quan tài để hút tinh khí. Nắp quan tài cũng có thể hút tinh khí của người sao? Đúng vậy, quan tài thuộc về vật thu âm. Sau khi người chết, quan tài sẽ hút cạn tinh khí của người. Sau đó sẽ hình thành một luồng khí quan tài. Thêm vào đó, A Tây là người sinh ra ở Thạch Lâm Thạch. Luồng khí quan tài sinh ra sẽ mạnh gấp hàng chục lần so với bình thường. Hóa ra quỷ vương muốn lợi dụng khí quan tài để chữa thương. Vậy mau đưa A Tây xuống đi.
Linh động, nếu động vào thì hồn của A-Tây sẽ bay mất. Lúc đó không còn hồn chính, A-Tây sẽ không bao giờ trở về được. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ còn cách chờ quỷ vương xuất hiện. Chỉ cần không bị lấy mất khí quan tài, A-Tây sẽ không sao. Thọ bá, mau quay về đi, ông không thể ở đây lâu. Quỷ vương chắc chắn sắp tới. Ông cẩn thận đấy. Đạo sĩ Bẩn Thiểu, ngươi dám chơi xấu. Đừng nói nhiều, tiếc chiêu. Trời đất vô cực, kiếm pháp càng khôn. Tôi làm sao vậy? Sao tôi lại ở Nghĩa Trang? Cậu suýt chút nữa thì chết rồi, cậu biết không? Cửu thúc, hôm đó khi các người đi tìm cha tôi thật sự đã thấy quỷ vương. Không sao rồi, quỷ vương đã chết. Nhưng cậu phải cẩn thận, mèo yêu chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu. Vì nó biết cậu là người sinh ra ở Thạch Lâm Thạch. Nếu để nó nhập vào người cậu, chỉ cần một ngày là nó sẽ hóa thành người. Vậy phải làm sao? Chú Cửu, có cách nào để phá không? Không phá được nữa rồi, tôi đã tính toán. Mèo yêu chỉ có thể hóa thành người nếu nhập vào cậu trước đêm trùng cửu. Bởi vì người sinh ra ở Thạch Lâm Thạch trước lễ trùng cửu đều có số mệnh thuộc dậu. Nhưng sau lễ trùng cửu, số mệnh sẽ thuộc mùi. Nó sẽ không vào được cơ thể cậu. Cậu chỉ cần qua được trùng cửu, mèo yêu sẽ không đến tìm cậu nữa. Tối nay chẳng phải là lễ trùng cửu sao? Đúng vậy, tôi chắc chắn nó sẽ tìm cậu tối nay. A-Tây, tối nay cậu ở trong Nghĩa Trang. Trước giờ Tí, cậu hãy nằm vào quan tài. Đến giờ Sửu, cậu hãy trốn dưới đáy quan tài. Đến giờ Dần, cậu hãy chuẩn bị một bát máu cho đen rải xung quanh để phân tán mùi của cậu. Đến giờ Mão, cậu hãy đứng lên trốn sau cửa. Lúc đó thần giữ cửa sẽ bảo vệ cậu. Cậu chỉ cần qua được giờ Mão là sẽ an toàn. A Cửu, cậu để A Tây trông coi Nghĩa Trang là đang hại cậu ấy đấy. Đây là kiếp nạn của cậu ấy, cũng là cách duy nhất để cứu cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần qua được mới có thể thấy được mặt trời ngày mai. Thọ bá, chuyện này ông đừng tham gia nữa. Tôi còn không hiểu rõ chuyện bên trong sao? Ông thật nghĩ tôi bị lão hóa rồi à? Tôi mới 25 tuổi thôi. Thọ bá, ông cứ yên tâm, tôi đã dặn dò hết rồi. Cậu ấy chỉ cần làm theo cách của tôi thì sẽ không sao cả. Nhưng nếu mèo yêu thật sự tìm đến, cậu ấy chắc chắn sẽ chết. Cửu thúc, chú phải phù hộ cho con đấy. Giờ Tí rồi, mình phải nằm vào quan tài thôi. Mẹ ơi, mèo yêu đến rồi, chắc là không tìm thấy mình đâu. A ha ha, là tôi đây. Cậu nhóc, gan cậu chỉ có vậy mà dám trông coi Nghĩa Trang sao? Xích chút nữa tôi bị cậu dọa chết. Đừng đùa ở đây. Cửu thúc nói mèo yêu sẽ đến đây tối nay. Đúng vậy, chính là tôi đây. Đợi rồi, có chuyện lớn rồi. Yêu khí mạnh quá. Trương ma tử là mèo yêu. Mao sơn mật thuật, pháo thần bí thuật. Chiếu chiếu pa pa. Chiếu chiếu pa pa. A Tây, sao cậu lại thành ra thế này? Pa pa chiếu chiếu. Pa pa, hồn cậu ấy rời khỏi xác rồi. A Cửu, nghĩ cách cứu cậu ấy đi. Nhà cậu ấy chỉ còn mình cậu ấy thôi. Thọ bá, giúp tôi dựng đàn chuẩn bị triệu hồn. Trần A Kim, kiếp trước ngươi làm điều ác không ít. Bản vương chỉ mong ngươi thành cô hồn giả quỷ, để ngươi vĩnh viễn không thể luân hồi. Oan uổng quá Diêm Vương, khi còn sống tôi còn không dám nhìn cảnh giết lợn, sao có thể làm điều ác được. Tôi tra thấy kiếp trước ngươi ở làng Khốn Nhân vô cùng tàn ác, ngươi đốt phá cướp bóc, ngay cả trẻ em còn bú sữa ngươi cũng không tha. Nghiệp ác ngươi gây ra kiếp trước phải trả bằng linh hồn kiếp này. Khắc bạch vô thường, nghe lệnh, đưa hắn vào cõi người, để hắn mãi mãi không thể bước chân vào địa phủ. Tuân lệnh. Thuộc triệu hồn, hồn ơi quay về. Là thật, sao không quay lại? A Cửu, tệ rồi. A Tây ngất xỉu rồi. Sao lại thế? Hồn cậu ấy tôi cũng không gọi về được. Chuyện gì đang xảy ra? Không được, tôi phải thử lại. Thuộc triệu hồn, hồn ơi quay về. Tệ rồi, hồn cậu ấy có thể không còn ở dương gian. Vậy sẽ đi đâu? Sẽ đi âm gian. Thọ bá, mau mang A Tây đến đây. Muộn quá A Tây sẽ không về được. Ôi, nhân sinh vô thường. Ruột già bọc ruột non. Sao trên trán lại xuất hiện chữ vương?
Chẳng lẽ A Tây chết rồi? Đúng vậy, cậu ấy chết thật rồi. Hồn cậu ấy đã sang âm gian rồi. Thông thường sau khi người chết, linh hồn sẽ bị quỷ sai dẫn đi. Sau 6 giờ, A Tây chỉ là hồn rời khỏi xác, không phải chết. Sao có thể đi nhanh thế? Chuyện này chắc chắn có điều mờ ám. Vậy ông nghĩ sao? Chỉ còn cách hỏi cha của A Tây. Không thể để hồn A Tây lưu lạc xứ người. Thiên linh linh, địa linh linh, tứ phương tám hướng hiện thần linh. Mời ông Trần A Tĩnh hiện thân. Ông Trần, ông có thấy con trai ông là A Tây không? A Tây cũng chết rồi sao? Linh hồn cậu ấy biến mất rồi. Sao lại thế? Tôi nhớ ông nội tôi đã nói, lời nguyền chất chốc đến đời tôi là kết thúc rồi. Sao lại liên lụy đến A Tây? Ý ông là sao? Nói ra không sợ các người cười. Thực ra tổ tiên nhà chúng tôi làm nghề trộm mộ. Trong một tai nạn, ông nội tôi cùng mấy người anh em đều bị ám khí trong mộ giết chết. Chỉ có ông nội tôi thoát được. Sau đó nhà tôi liên tiếp gặp chuyện lạ. Những người từng vào mộ đều chết. Người thì điên loạn. Cuối cùng phát hiện, hóa ra mọi người đều bị dính lời nguyền chất chóc. Lời nguyền sẽ ảnh hưởng đến ba đời con cháu. Lời nguyền chất chóc. Sao không tìm thầy phong thủy để phá giải? Đã tìm rất nhiều thầy phong thủy rồi, nhưng ai đến cũng không thể sống sót. Sau đó không ai dám đến nữa. Xem ra lần này A Tây thực sự nguy hiểm. Cửu thúc, ông phải giúp A Tây. Nó là dòng dõi duy nhất của nhà chúng tôi. Tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Cửu thúc, cứu con với. Ở dưới này lạnh lắm. Ta đã cố gắng gọi hồn của con, nhưng không được. Con đã đi đâu vậy? Ở đây sao không thấy đấy? Mỗi ngày ít nhất có 20 mấy con quỷ đè lên người con, đè đến mức con không thở nổi. Con sắp không trụ nổi nữa rồi. Tệ rồi, tâm hồn của A Tây gặp khó khăn rồi. Thọ bá, trong coi xác của cậu ấy. Hắc bạch vô thường, ta hỏi ngươi, linh hồn của Trần A Tây có đến địa phủ không? Có, nhưng cậu ấy đã bị Diêm Vương đưa vào minh giới rồi. Diêm Vương đã tra trong sổ sinh tử và phát hiện ra kiếp trước của Trần A Tây là một kẻ ác độc vô cùng. Diêm Vương đã phán cậu ấy không bao giờ được luân hồi. Gì cơ? Cậu ấy là kẻ ác kiếp trước. Không thể nào, ta đã tính rồi. Những người sinh vào giờ của Thạch Lâm thì kiếp trước không thể là người, chỉ có thể là linh trưởng mới có thể sinh vào giờ này. Nhưng trong sổ sinh tử đã ghi rõ kiếp trước và kiếp này, sao có thể sai được? Chắc chắn có kẻ đứng sau gây chuyện. Không được, ta phải quay lại điều tra rõ ràng việc này. A Cửu, không xong rồi. Có chuyện gì? Thọ bá, sau khi ông rời đi, có một con quỷ cứ ở bên cạnh A Tây, đuổi cũng không đi. Là một con quỷ lì lợm, là bậc thầy bắt quỷ. Thọ bá, đi lấy cái hũ đến. Đợi chút, thầy ơi. Người và quỷ không chung đường, yêu ta cũng vô ích. Thọ bá, lấy cái hũ. Lấy hũ thì có ích gì? Phải lấy cái này. Ôi trời ơi. A Cửu, nhìn xem đây là gì? Có vẻ là sách thâm căn. Ngươi tìm thấy ở đâu? Tìm thấy ở nhà của A Tây. Loại sách này thường chỉ có người xem phong thủy mới viết. Chẳng lẽ A Tây bị người này hãm hại? Sách thâm căn là gì? Sách thâm căn là ghi chép lại ngày sinh tháng đẻ của từng thành viên trong gia đình. Có vẻ như gia đình A Tây không chỉ bị nguyền rủa chết chóc đơn giản vậy. Chắc chắn có liên quan đến vị thầy phong thủy này. Vậy nói như thế, A Tây có thể cứu được không? Trước tiên phải phá bỏ lời nguyền chết chóc này. Thọ bá, dám xuống mộ không? Có chứ, tôi thì sợ cái gì nữa chứ. Một ngôi đền vương gia từ thời Minh Thanh, một bức tượng không rõ thuộc triều đại nào, đã khiến cả làng chúng tôi rơi vào một vụ việc kỳ quái không thể tưởng tượng được. Trưởng thôn, có chuyện rồi. Bà cụ nhà bên chỉ đi đến đền vương gia, về thì đã chết rồi. Không thể nào lại tà ma đến thế được. Ồ, các ông không biết rồi. Thực ra trong đền vương gia có người sống ngồi đó. Bà Lý, đêm hôm khuya khoắt đừng nói bậy. Đi thôi, đại tráng, cậu theo tôi đến nhà bà cụ. Ha ha, trưởng thôn, mẹ tôi chỉ đến đền vương gia, về thì đã tắt thở. Sao lại như thế được chứ? Này, cậu đảng, cậu đừng buồn quá. Mẹ cậu đã như vậy rồi, cậu nên đi tìm người xem thử đi. Chết lạ lùng quá. Đúng thế, đúng thế. Nhờ bà Lý trong làng xem thử xem. Bà ấy rất giỏi mấy việc này. Chưa dứt lời, cậu đảng đã vội chạy ra ngoài. Mời bà Lý về. Ôi, thật là tội lỗi. Chuyện gì thế? Bà cụ có lẽ đã bị trúng tà rồi. Sao lại có thể như thế được?
Bà cụ chỉ đến đền vương gia thôi mà, có phải đến nghĩa trang đâu. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đền vương gia này có vấn đề. Tôi đã nói với mọi người rồi, trong đền vương gia thực ra là có người sống ngồi đó. Không thể để người trong làng đi cúng bái nữa, nhưng người chết cũng phải được chôn cất chứ. Chúng tôi không rành chuyện này, nhờ bà Lý giúp lo hậu sự đi. Bà cụ sẽ được chôn sau 3 ngày. Cậu Đảng, trong 3 ngày này cậu hãy canh giữ linh cữu của mẹ cậu cho tốt. 3 ngày sau chúng tôi sẽ lo hậu sự cho mẹ cậu. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng không ngờ đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Khi tôi đang ngủ say, chuyện lạ đã xảy ra. Tôi thấy có một người quỳ bên đầu giường. Người đó không ai khác, chính là bà cụ bên cạnh vừa mất 3 ngày. Bà, cứu con với. Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ đi gọi người ngay. Bà cụ, tôi không thù không oán với bà. Xin đừng hại tôi. Đừng đến đền vương gia. Ba, chẳng phải ba đi gọi người sao? Đừng nhắc nữa, vừa rồi khi ta đi gọi người, con biết ta thấy gì trong linh đường không? Vì vậy, hai người canh rừng đã treo cổ chết trong linh đường. Trong linh đường chẳng còn ai. Đèn trường minh cũng tắt rồi. Thật khủng khiếp. Rốt cuộc là ai làm? Kệ ai làm đi, dù là người hay quỷ cũng sẽ bị bắt thôi. Đi, nhanh báo cho trưởng thôn. Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Ông đi xem thử đi. Lần này to chuyện rồi. Đi, 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 nhanh lên. Thi thể bà cụ đâu? Thi thể bà cụ ở nhà tôi. Sao lại ở nhà cậu? Đại tráng kể lại sự việc cho trưởng thôn. Nghe xong, trưởng thôn thấy lạnh gáy. Những người dân có mặt cũng bắt đầu sợ hãi. Mọi người mau chóng khiêng thi thể bà cụ về. Tôi sẽ đi mời bà Lý đến. Chẳng mấy chốc trưởng thôn đã mời bà Lý về. Bà nghĩ sao? Bà cụ sống lại và chạy đến nhà đại tráng quỳ lạy. Người trong linh đường lại treo cổ. Rốt cuộc là sao đây? Bà phải xem kỹ giúp tôi. Tôi sợ còn xảy ra chuyện lớn nữa. Nghe trưởng thôn nói vậy, trong lòng bà Lý cũng thấy lo lắng. Việc này một bà già như tôi không làm nổi. Các người tìm người khác đi. Nếu không có gì nữa, tôi xin đi trước. Bà Lý à, chúng ta đều là người trong một làng. Người làng với nhau, có chuyện phải giúp đỡ nhau chứ. Ai cũng biết bà là người có tài, chưa có hồn nào mà bà không gọi được. Trưởng thôn, lần này không như trước, có người sẽ chết. Chỉ cần bà xem giúp, tôi sẽ trả công gấp 10 lần. Đại trụ, vấn đề không phải ở tiền. Nhìn tình hình hiện tại, mạng sống là quan trọng nhất. Các người hãy nhanh chóng tìm một người có tài thực sự về xem thử. Đừng động vào đây, đợi người đó đến rồi tính tiếp. Bà Lý vừa rời đi, như thể chiếc phao cứu sinh cuối cùng đã mất. Mọi người nhìn nhau lo lắng, ai nấy đều đầy sợ hãi. Không ai dám chắc sẽ không có người chết tiếp theo. Và người chết tiếp theo sẽ là ai? Trưởng thôn, giờ phải làm sao? Trước đây tôi có nghe nói, qua mấy ngọn núi có một đạo sĩ. Tôi sẽ đi mời ông ấy. Đừng động vào bất cứ thứ gì ở linh đường. Chờ đạo sĩ đến rồi tính tiếp. Người đi đường nhường lối, người hiền tránh xa. Đạo trưởng, xin ông cứu chúng tôi. Cứ bình tĩnh, có chuyện gì? Làng chúng tôi xảy ra chuyện lớn. Bà cụ nhà bên, bà ấy đến đền vương gia, về thì đã chết. Điều đáng sợ hơn, những người canh linh cữu của bà ấy cũng đã chết hết. Cách chết rất kỳ lạ. Tôi sợ sẽ còn có người chết. Ông đi xem thử đi. Đi xem thử thôi. Trưởng thôn, ông đã về rồi. Có chuyện lớn rồi, thi thể bà cụ lại mất rồi. Gì, lại mất rồi? Các người làm ăn thế nào vậy? Tôi đã bảo các người phải canh kỹ rồi mà. Tôi chỉ chợp mắt một chút, bà cụ đã mất tích. Xong rồi, mau tìm thi thể của bà ấy về. Trưởng thôn, cứu tôi với, có chuyện rồi. Thi thể bà cụ đến nhà tôi. Cha tôi sợ đến liệt luôn rồi. Bà cụ đến nhà cậu bằng cách nào? Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe thấy cha tôi hét lên. Tôi chạy đến thì thấy bà cụ quỳ trước giường cha tôi. Mau cứu cha tôi với. Sao lại thế này? Đạo trưởng, ông thấy rồi đấy. Làng chúng tôi mà thế này chắc không trụ được rồi. Ông nhất định phải cứu chúng tôi. Trưởng thôn yên tâm, tôi đã ra tay. Tôi nhất định sẽ cho các người một lời giải thích. Mọi người nghe rồi đấy.
có đạo trưởng ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu. Trưởng thôn, trước tiên hãy đưa thi thể bà cụ về. Tôi muốn xem thi thể. Được, nghe theo đạo trưởng, hai cậu nhanh đưa thi thể bà cụ về. Bà cụ chết thế nào? Tối qua bà cụ đến đền vương gia. Về thì đã chết. Gì cơ? Cậu nói bà cụ đến đền vương gia, về thì chết. Đúng vậy, chính là ngôi đền trên núi. Không rõ từ triều đại nào. Trưởng thôn, tôi đề nghị chôn ngay thi thể này. Không được, chúng tôi có quy tắc. Thi thể phải để trong nhà 3 ngày mới được chôn. Không chôn sẽ gây họa đấy. Ôi trời. Thôi được rồi, nghe theo đạo trưởng vậy. Đạo trưởng, tiếp theo, trong làng sẽ không xảy ra chuyện này nữa chứ? Không đơn giản vậy đâu. Chúng ta phải đến đền vương gia xem. Tôi sẽ dẫn ông đi. Ở đây sát khí rất nặng. Tôi thật không hiểu, tại sao ngôi đền lại được xây ở đây? Đây là truyền lại từ tổ tiên. Nghe nói đã có ở đây từ hàng trăm năm trước. Nơi này âm khí quá nặng. Từ khi học nghề, tôi chưa từng thấy nơi nào âm khí nặng như vậy. Đạo trưởng, chuyện này là sao? Đất này có vấn đề. Việc làng cậu gặp chuyện như vậy có liên quan đến ngôi đền này. Không thể nào, sao đền lại có vấn đề? Không phải đền, mà là đất dưới đền có vấn đề. Giờ phải làm sao? Trưởng thôn, tôi đề nghị đào ngôi đền lên. Không thể được. Tôi không thể làm trái tổ tiên. Trưởng thôn, không đào không được. Nếu không đào, cả làng ông sẽ gặp nạn. Không còn cách nào khác sao? Cách duy nhất để cứu các người là đào đền. Ông tự suy nghĩ đi. Trưởng thôn, đào đi. Giờ cứu người là quan trọng nhất. Thôi được rồi, đào đi, nghe theo đạo trưởng. Là quan tài. Ôi trời ơi. Đạo trưởng, có chuyện rồi. Dưới đất đào thấy quan tài. Đi xem thử. Đạo trưởng, ông xem đây là gì? Ôi trời. Đạo trưởng, sao ông lại thế này? Sao mặt ông tái thế? Đây là phong ấn của trưởng môn Mao Sơn. Thứ mà trưởng môn Mao Sơn phong ấn chắc chắn không phải thứ tầm thường. Trưởng thôn, việc này tôi không làm được. Các người hãy mời cao nhân khác đi. Gì cơ, ông không làm được? Đạo trưởng, ông không thể bỏ đi giữa chừng thế này được. Ông mà đi, cả làng chúng tôi sẽ chết hết. Việc này tôi thực sự không làm được. Đây là thứ mà trưởng môn Mao Sơn phong ấn. Trong quan tài chắc chắn không phải đồ tầm thường. Nếu tôi tiếp tục xử lý, có lẽ tôi cũng mất mạng. Ông không phải cũng là đạo sĩ Mao Sơn sao? Sao lại không xử lý được? Ông đã giúp chúng tôi đến đây rồi, sao không giúp chúng tôi hết? Giúp chúng tôi qua kiếp nạn này. Nói thật với ông, thực ra tôi không phải đạo sĩ Mao Sơn chính tông. Việc này tôi không làm được. Tha cho tôi đi. Xin đạo trưởng cứu chúng tôi. Tuy tôi là trưởng thôn, nhưng tôi cũng vô dụng, chẳng làm được gì. Nếu ông cũng đi, cả làng chúng tôi sẽ gặp nạn. Đạo trưởng, xin ông thương xót cứu chúng tôi. Trưởng thôn, đứng lên đi. Tôi tuy không giúp được, nhưng tôi có thể cho ông một địa chỉ. Ông nhanh chóng đến Mao Sơn tìm cửu thúc. Ông ấy chắc chắn có thể giúp ông xử lý việc này. Tôi đi ngay. Cửu thúc, xin cứu chúng tôi. Có chuyện gì? Làng chúng tôi có chuyện lớn rồi. Dưới đất đào thấy quan tài. Ông đi xem thử đi. Đi xem thử thôi. Trời nổi sấm sét, chắc sắp có chuyện lớn rồi. Cửu thúc, nhìn này, quan tài này được đào từ dưới đất của đền vương gia. Đã mời đi mấy đạo sĩ rồi. Tôi đi mở quan tài xem thử bên trong có gì. Đừng động vào. Cửu thúc, sao lại thế này? Có phải quan tài này có vấn đề không? Quan tài không có vấn đề, vấn đề là thứ bên trong. Mấy ngày nay trong làng có người chết, có phải liên quan đến thứ bên trong quan tài? Đúng vậy, bản thân quan tài này đã bị trưởng môn Mao Sơn trấn yểm tại đây. Các ông to gan thật, dám đào nó lên. Tôi không biết mấy chuyện này, tất cả là tại tên đạo sĩ giả kia. Chính hắn bảo chúng tôi đào lên. Ông nói vậy tôi nghe không lọt tai rồi. Nếu người ta bảo ông ăn phân, ông cũng ăn sao? Đừng cãi nữa. Trưởng thôn, tôi khuyên các ông nên di cư hết khỏi làng. Di cư sao? Sao có thể được? Tôi hiểu rõ dân làng, họ thà chết chứ không rời đi đâu. Cửu thúc, ông nhất định phải tìm cách cứu chúng tôi.
nói thật với ông, nếu không rời đi sẽ mất mạng cả làng. A Cửu, thật sự nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy, thứ trong quan tài, muốn cả làng chôn cùng nó. Sao lại thế được? Cửu thúc, xin ông hãy thương xót cứu chúng tôi. Trưởng thôn, nếu các ông kiên quyết không rời đi thì hãy cầu mong mạng các ông đủ cứng. Ta bắt các ngươi chết canh ba, ai dám giữ các ngươi đến sáng? Quỷ vương, xin tha cho chúng tôi. 300 năm nay làng chúng tôi đã cúng tế ngài rất nhiều rồi, sao ngài vẫn không chịu buông tha? 300 năm, các ngươi biết ta đã trải qua 300 năm này thế nào không? Các ngươi biết không? Các ngươi tưởng ta sống thoải mái trong 300 năm này sao? Trong 300 năm này, ta tuy đã cưới hơn 100 người vợ và có hơn 100 đứa con, nhưng tất cả đều đã rời xa ta. Ta gần như mỗi ngày đều sống trong đau khổ. Ta đã muốn tự kết liễu từ lâu. Ngươi kéo ta xuống chôn cùng, hãy tha cho dân làng của ta. Họ đều vô tội, mạng của ngươi không đáng giá. Ta muốn cả làng các ngươi chôn cùng ta. Còn 10 ngày nữa là ta có thể xuất quan, khi đó sẽ không tha cho một ai. Ta xin ngươi tha cho chúng tôi, cứu dân làng của ta. Ông chết đến nơi rồi còn muốn giấu ta? 300 năm tuổi thọ của ông từ đâu mà có? Giờ sự việc đã đến nước này, ta cũng không giấu nữa. Chuyện là thế này, 300 năm trước vào một đêm khuya, làng chúng tôi bất ngờ có một đội quân bí ẩn đến, bắt hết tất cả đàn ông trong làng. Sau này mới biết chúng tôi bị Tần Vương bắt đi để giúp hắn tìm thuốc trường sinh, vì hắn mắc một căn bệnh lạ. Ở thời đó gần như không có thuốc chữa, chỉ có thuốc trường sinh mới kéo dài tuổi thọ. Đi không biết, đi rồi mới thấy sợ hãi. Hóa ra nơi chúng tôi đến là vùng đất tử thần truyền thuyết, một hòn đảo bí ẩn ở tam giác quỷ Bermuda. Chúng tôi lênh đênh trên biển suốt nửa năm, người chết, người bị thương. Khi đến đảo, chúng tôi chỉ còn lại 10 người. Điều đáng sợ là trong số đó 8 người vừa đặt chân lên đảo đã chết bất đắc kỳ tử. Chỉ còn tôi và đội trưởng. Các người biết hòn đảo đó đáng sợ thế nào không? Đáng sợ thế nào? Cả hòn đảo không có chút dấu hiệu sự sống. May mà đội trưởng là đạo sĩ, hiểu biết rộng, suốt dọc đường có nhiều chuyện tà ma đều được đội trưởng giải quyết. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy một nơi bí ẩn, bên trong đầy xương cốt. Có lẽ trước chúng tôi đã có người từng đến đây. Sau đó chúng tôi vào sâu hơn trong hang động. Các người biết tôi thấy gì không? Tôi đâu có đi. Sao ông cứ hỏi tôi? Ông nói nhanh đi. Tôi thấy một ông lão trăm tuổi nằm trên một chiếc quan tài đá. Đội trưởng nói ông ấy đã chết lâu rồi, nhưng điều kỳ lạ là sao ông ấy vẫn chưa phân hủy. Chúng tôi lại gần xem thử thì phát hiện trên người ông ấy có một miếng thịt. Gì cơ, một miếng thịt? Đúng vậy, miếng thịt này rất kỳ lạ, nó còn có thể cử động. Hóa ra đó chính là miếng thịt thần kỳ chúng tôi tìm, còn gọi là thuốc trường sinh. Vậy sau đó thế nào? Sau đó tôi và đội trưởng định mang miếng thịt về, nhưng không sao lấy được. Hóa ra bị ông lão kia nắm chặt. Nghĩ bụng ông lão này chẳng phải đã chết rồi sao? Sao còn khỏe thế? Chúng tôi không nói không rằng khiêng luôn cả ông lão đi. Chẳng lẽ trong quan tài này là ông lão kia? Đừng chen ngang, nghe ông ấy nói hết. Sau đó tôi mang miếng thịt về cho Tần Vương mới biết, hóa ra Tần Vương đã chết 2 năm trước. Tôi nghe dân làng nói, hóa ra lần đó chúng tôi đi 5 năm. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng chôn xác và miếng thịt. Nhưng ông trời trêu ngươi, mấy năm nay lại gặp nạn đói. Tôi tìm kiếm khắp nơi mà không có gì ăn. Tôi không kìm được, ăn hết miếng thịt thần kỳ đó. Sau khi tôi ăn xong, ông lão tỉnh lại. Nhưng ai ngờ, miếng thịt đó là thứ duy trì mạng sống của ông lão. Hóa ra ông ấy là người Nhật, đã tu luyện trong hang đó hơn 200 năm. Chỉ còn 10 ngày nữa là thành tiên. Ông ấy trách chúng tôi phá hỏng công sức, bắt đầu trả thù chúng tôi. Hắn ta đúng là một con quỷ ăn thịt người. Hắn đã chiếm cứ làng chúng tôi trong thời gian dài và lấy việc ăn thịt người làm vì thế. Tôi đã tìm gặp trưởng môn Mao Sơn, Trương Đạo Lâm ngay trong đêm và kể hết mọi chuyện cho ông ấy nghe. Trương đạo trưởng đã đấu với hắn suốt 8 ngày 8 đêm, nhưng không phân thắng bại.
Cuối cùng, Trương đạo trưởng quyết định cùng hắn đồng quy vu tận và đã dùng nguyên thần của mình để trấn áp hắn ở đây. Cuối cùng cũng hóa giải được kiếp nạn này. Trước khi chết, Trương đạo trưởng còn dặn dò tôi rằng nguyên thần của ông ấy chỉ có thể trấn áp hắn trong 300 năm. Nếu sau 300 năm mà oán hận của hắn chưa tan biến, thì làng chúng tôi sống chết thế nào đều do trời định. Không ngờ Trương Thiên Sư năm đó lại biến mất bí ẩn, là do các người gây họa. Làng các người đúng là không phải tầm thường, ăn thịt người tàn độc hơn ai hết. Cửu thúc, tôi biết tôi đã sai, xin hãy giúp chúng tôi lần này. Bây giờ chỉ có ông mới giúp được chúng tôi. Tôi chết không sao, nhưng dân làng này đều vô tội. Quỷ Nhật Bản chỉ cần dám làm càn trên đất của chúng ta, ta nhất định sẽ xử lý hắn. Trưởng thôn, hãy thông báo cho dân làng, bảo họ đến chỗ ta lánh nạn một thời gian. Ồ, được rồi, tôi đi ngay. Thọ bá, ông đi giúp tôi gọi Cầu Sinh và Văn Tài qua đây. Xem chừng họ, tôi phải đi một chuyến đến âm phủ. Ông đến âm phủ làm gì? Gọi viện binh.